Tối 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong tổ chức đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu tại xã Đắc Tờ Can. Đêm hội thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng và người dân trên địa bàn xã tham dự. Mở màn đêm hội là phần giao lưu vui nhộn giữa chú hội chị Hằng với thiếu niên, nhi đồng, xã Đắc Tờ Can. Qua đây giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu. Tiếp đến là chương trình múa lân đặc sắc tạo nên không khí hào hứng vui nhộn của đêm hội. Đêm hội còn có nhiều hoạt động như thi lồng đèn, biểu diễn văn nghệ, công chiên, múa xoan. Nhân dịp này, Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Con Tum trao 100 xuất quà trị giá 50 triệu đồng của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho thiếu niên nhi đồng xã Đắc Tờ Can. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu và đồ dùng học tập, đồ dùng thiết yếu cho học sinh. Ủy ban Nhân dân huyện Tumarong trao 1.700 xuất quà trị giá gần 200 triệu đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ và gần 70 suất quà trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho trẻ em khuyết tật. Trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắc Tờ Can.